Thưa quý vị, sư tạm ha chia ra là sáu loại căn tánh chúng sanh, thì có một vài căn tánh ấy, nó tương đương nổi bật và chúng ta có những cái phương pháp thực hành nó hiệu quả hơn, như là người có tham nhiều hoặc là đức tin nhiều, tức là cái niềm tin của họ nổi trội đó, hoặc là cái sự ham muốn nổi trội. Quý vị có thể xét coi, tự mình hỏi mình coi, mình có đặc biệt nổi trội về cái lòng tham muốn hay không, hoặc là mình có đặc biệt nổi trội về cái đức tin hay không, là mạnh thiên về niềm tin. Đối với hai hạng người này thì sư đề nghị là đầu tiên á, quý vị nên thực hành pháp bố thí ha. Bố thí thì bây giờ có rất là nhiều cách, nhất là trong mùa dịch này có nhiều nơi thì cần rất là cần giúp đỡ. Ví dụ như quý vị đến những cái ruộng, những cái cánh đồng, những cái ruộng của nông dân ấy, rồi quý vị mua lại, mua đừng có trả giá ha, mua đừng có trả giá. Sư đề nghị nếu mà tốt nhất mua đừng có trả giá, họ kêu bao nhiêu cũng được hết. Chúng ta lấy cái phần mà chúng ta mua được ấy, quý vị đi phát từ thiện, quý vị đi bố thí cho những cái người mà đang khó khăn. Thì đó là một cái phương pháp mà bố thí rất là tốt vào cái thời điểm hiện tại. Sư kêu gọi thôi chứ sư không thể đứng ra được, bởi vì hiện tại thì cái trong vai trò một vị tu sĩ đó, không có thích hợp để đứng ra bố thí bằng cái phương pháp như vậy, mà quý vị cư sĩ là những người thích hợp. Kiếm một cái tài khoản nào đó, dọn dẹp sạch tài khoản đi, tức là không có để đồng nào trong trọng hết ấy. Rồi quý vị có thể kêu gọi, rồi chụp hình thống kê sao kê cái tài khoản của gì đó, mình làm cho nó minh bạch. Rồi quý vị đi bố thí, nó là dành cho những người tham nhiều và đức tin nhiều. Rồi cái bước thứ hai mà quý vị cần làm ấy, đó là gì? Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp và tùy niệm Tăng. Phương pháp tùy niệm Phật ấy, sư đã có hướng dẫn ở trên YouTube cái phần lớp Phật pháp nền tảng đấy, tức là cái video niệm Phật theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó, quý vị có thể thực hành theo cái phương pháp đó. Còn với những vị mà cái trí chưa có đủ, cái tính mạnh, cái niềm tin mạnh mà cái trí nó yếu quá, trí chưa có đủ mà lại quen cái thói quen là tụng niệm xưa tới giờ đó, thì quý vị có thể làm một cách, đó là đọc đi đọc lại ha, đọc đi đọc lại bài kinh Ratana Sutta, tức là bài kinh Châu Báu sư vừa mới đăng xong đấy. Quý vị đọc đi đọc lại bài kinh đó, đọc đi đọc lại giống như ở Phật giáo Pháp Chuyển Tịnh Độ Tông đấy, thì người ta đề nghị là niệm Phật miên mật, tức là liên tục liên tục liên tục, bất kể ngày giờ, bất kể lúc nào. Thì quý vị đọc kinh cũng vậy, quý vị đọc liên tục như vậy, đọc liên tục bất kể ngày giờ. Nhưng mà nhớ dùm một chuyện như thế này, tại sao khi mà sư đăng video đó thì sư đọc chứ sư không có tụng? Quý vị thấy rất là rõ ha, sư đọc chứ sư không có tụng. Bởi vì khi mà quý vị tụng ấy, nó có một khuyết điểm, đó là khi chúng ta thuộc rồi đó, có khi là miệng thì tụng ha, miệng thì tụng nhưng mà đầu chúng ta chạy ở chỗ khác. Ai mà niệm Phật theo cái tịnh độ cũng vậy đó, miệng thì mình tụng nhưng mà cái đầu mình nó chạy đi chỗ khác, tức là cái tâm của mình ấy, nó không có đặt vào ở trong cái lời kinh, thì như vậy nó không có ý nghĩa. Cho nên sư mới dùng cách là đọc. Thì khi quý vị đọc ấy,
quý vị có cái thời gian quý vị nghiên cứu nghiền ngẫm. Nhớ nha, đọc thì phải đặt cái tâm mình vào cái lời kinh để mà hiểu ý nghĩa trong đó. Bài kinh Ratana Sutta là một cái bài kinh tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp và tùy niệm Tăng một cách cơ bản. Nói là cơ bản chứ không cơ bản chút nào đâu. Tại sao vậy? Bởi vì đây là phương pháp tùy niệm của một vị thánh sơ quả Tu Đà Hoàn, tức là Ngài Ananda mà. Mà Ngài Ananda là một vị thánh sơ quả, Ngài tùy niệm Tam Bảo thì nó không đơn giản chút nào hết. Cho nên ý, quý vị có thể thực hành theo cái cách đó, tức là mình đọc liên tục mà phải hiểu, tránh cái trường hợp là đọc như con vẹt. Tức là cái kiểu tụng kinh mà mình xưa giờ mình hay tụng, tụng một đằng mà đầu nó đi một nẻo, hoặc là mình tụng thì tụng mà hiểu thì không, thì tránh tối đa cái trường hợp đó. Đấy. Cho nên đối với người mà tham nhiều và đức tin nhiều thì sư có lời đề nghị như vậy. Còn đối với người mà sân nhiều á, tức là dễ nóng giận ấy, thì sư có lời đề nghị là quý vị thực hành việc rải tâm từ. Phương pháp thực hành rải tâm từ thì sư đã nói rất là nhiều rồi. Nếu như mà còn chưa có rõ, chưa biết ấy, thì quay trở lại lớp Phật Pháp Nền Tảng, có cái video là thực hành rải tâm từ đó. Sư có hướng dẫn quý vị theo đó mà quý vị thực hành rải tâm từ một cách liên tục, liên tục. Khi mà sư nói cái việc thực hành một cách liên tục có nghĩa là sao? Tức là khi quý vị đi, đứng, nằm, ngồi đều nhớ nghĩ tới nó, đều thực hành hết, đều rải tâm từ hết. Ngay cả khi quý vị ăn, uống, nhai, nếm đều rải tâm từ. Khi mà quý vị đi vệ sinh, đại tiện, tiểu tiện, tắm rửa đều rải tâm từ. Khi quý vị leo lên giường ngủ, quý vị vẫn rải tâm từ. Khi quý vị đang tập thể dục, ví dụ như đi bộ, thì vẫn rải tâm từ. Đấy. Rồi đối với người mà trí căn mạnh ấy, trí mạnh ấy, thì quý vị niệm sự chết. Đề mục thực hành của quý vị đó là niệm sự chết. Phương pháp niệm sự chết sư cũng đã có hướng dẫn ở trong lớp Phật Pháp Nền Tảng, quý vị vui lòng mở ra xem lại ha. Nhớ giùm nha, coi quán xét coi mình ấy thuộc căn tánh nào. Bởi vì mới vừa rồi có một vị mà theo sư thấy đó, cái vị này là thuộc cái đức tin nhiều, đức tin mạnh, tức là cái tính căn mạnh, mà lại đi niệm sự chết thì nó không phải là không được, nhưng mà nó chưa có phù hợp mấy với cái căn tánh của vị này đó, cho nên là vị này rất là bối rối. Thành ra sư mới khuyên là với vị này thì nên thực hành phương pháp là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng thì nó thích hợp hơn. Ngoài ra đó, còn có những cái phương pháp mà phù hợp với tất cả các căn tánh. Nói cho đúng ra thì bất kỳ một phương pháp nào, tất cả các căn tánh đều có thể thực hành được hết. Nhưng mà có một số căn tánh ấy, mà mình thực hành một vài đề mục thì nó sẽ thuận lợi hơn. Vậy thôi, chứ đúng ra đấy thì phương pháp nào cũng được hết ha. Có một vài căn tánh mà quý vị có một vài phương pháp mà căn tánh nào cũng làm được hết. Đó là gì? Niệm hơi thở, hơi thở vào, hơi thở ra. Rồi rải tâm từ, rồi đề mục tùy niệm Tam Bảo. Cái tùy niệm Tam Bảo đó, như nãy sư nói đó, căn tánh nào cũng được hết. Rồi cuối cùng là thực hành đề mục tùy niệm bốn niệm xứ.
Thì quý vị lựa chọn bất kỳ một cái phương pháp nào mà sư vừa mới đề nghị nêu trên ấy, quý vị thực hành liên tục trong suốt cái thời gian 21 ngày ha. Do cái người hỏi đó, thì sư không biết rõ cụ thể là họ như thế nào. Thì quý vị có thể xét coi mình thuộc cái căn tánh nào đi, rồi quý vị lựa chọn cho nó phù hợp ha.